Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính chân như của bậc Ly Cấu, bậc Phát Quang, bậc Diệm Tuệ, bậc Cực Nan Thắng, bậc Hiện Tiền, bậc Viễn Hành, bậc Bất Động, bậc Thiện Tuệ, bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của bậc Cực Hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong chân như của bậc Cực Hỷ chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của bậc Cực Hỷ. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Lìa chân như của bậc Cực Hỷ chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc bậc Cực Hỷ, hoặc bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của bậc Cực Hỷ và chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát, chính chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát. Trong chân như của bậc Cực Hỷ có Đại Bồ Tát. Trong chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bậc Cực Hỷ. Trong Đại Bồ Tát có chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Lìa chân như của bậc Cực Hỷ có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của 5 loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của 6 phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 5 loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 6 phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong chân như của 5 loại mắt chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của 6 phép thần thông chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 5 loại mắt, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 6 phép thần thông, lìa chân như của 5 loại mắt chẳng có Đại Bồ Tát, lìa chân như của 6 phép thần thông chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc 5 loại mắt hoặc 6 phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của 5 loại mắt và chân như của 6 phép thần thông. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của 5 loại mắt là Đại Bồ Tát, chính chân như của 6 phép thần thông là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 5 loại mắt là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 6 phép thần thông là Đại Bồ Tát, trong chân như của 5 loại mắt có Đại Bồ Tát, trong chân như của 6 phép thần thông có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có chân như của 5 loại mắt, trong Đại Bồ Tát có chân như của 6 phép thần thông, lìa chân như của 5 loại mắt có Đại Bồ Tát, lìa chân như của 6 phép thần thông có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của 10 lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 10 lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong chân như của 10 lực của Phật chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 10 lực của Phật, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Lìa chân như của 10 lực của Phật chẳng có Đại Bồ Tát, lìa chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc 10 lực của Phật, hoặc 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của 10 lực của Phật và chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát. Trong chân như của 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát. Trong chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của 10 lực của Phật. Trong Đại Bồ Tát có chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Lìa chân như của 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của Đại Từ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Đại Từ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong chân như của Đại Từ chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Đại Từ. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Lìa chân như của Đại Từ chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc Đại Từ, hoặc Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của Đại Từ và chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của Đại Từ là Đại Bồ Tát, chính chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Đại Từ là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát. Trong chân như của Đại Từ có Đại Bồ Tát. Trong chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Đại Từ. Trong Đại Bồ Tát có chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Lìa chân như của Đại Từ có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong chân như của 32 tướng đại sĩ chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 32 tướng đại sĩ. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo. Lìa chân như của 32 tướng đại sĩ chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc 32 tướng đại sĩ, hoặc 80 vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có chân như của 32 tướng đại sĩ và chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo, các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát, chính chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát. Trong chân như của 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát. Trong chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của 32 tướng đại sĩ. Trong Đại Bồ Tát có chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo. Lìa chân như của 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của Pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của Pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong chân như của Pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của Pháp không quên mất, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của tánh luôn luôn xả. Lìa chân như của Pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của pháp không quên mất và chân như của tánh luôn luôn xả. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát, chính chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát. Trong chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ Tát. Trong chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp không quên mất. Trong Đại Bồ Tát có chân như của tánh luôn luôn xả. Lìa chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của trí nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong chân như của trí nhất thiết chẳng có Đại Bồ Tát. Trong chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của trí nhất thiết. Trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lìa chân như của trí nhất thiết chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có chân như của trí nhất thiết và chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các chân như này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát, chính chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát? Cái khác với chân như của trí nhất thiết là Đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát. Trong chân như của trí nhất thiết có Đại Bồ Tát. Trong chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có chân như của trí nhất thiết. Trong Đại Bồ Tát có chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lìa chân như của trí nhất thiết có Đại Bồ Tát. Lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, sắc các pháp và chân như đã chẳng thể nắm bắt được, mà nói là chính chân như của sắc các pháp là Đại Bồ Tát, hoặc cái khác với chân như của sắc các pháp là Đại Bồ Tát, hoặc trong chân như của sắc các pháp có Đại Bồ Tát, hoặc trong Đại Bồ Tát có chân như của sắc các pháp, hoặc lìa chân như của sắc các pháp có Đại Bồ Tát, điều đó không có. Phật bảo thiện hiện, hay thay, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Thiện hiện, vì sắc các pháp chẳng thể nắm bắt được, nên chân như của sắc các pháp cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp và chân như chẳng thể nắm bắt được, nên Đại Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì Đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, nên việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của nhãn xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của sắc xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ bất khả đắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hết quyển thứ 17.